Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên sóng đài phát thanh và truyền hình Long An. Lan Nhi và Nguyên Bảo rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị khán giả trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, mới đây thì trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin về đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ lớn tuổi bị một nhóm người được cho là tổ trưởng dân phố xông vào tấn công vì tiền trợ cấp. Trong chuyên mục Camera Nóng, chúng tôi sẽ nói rõ hơn về thực hư của vấn đề này. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với những tin tức nóng đáng chú ý. Chỉ sau vài ngày nới lỏng giãn cách, đã có nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc rượu và 3 người đã tử vong. Thỏa thuận việc trả nợ bất thành, hai tên côn đồ đã tấn công chủ nợ khiến nạn nhân trọng thương. Các trường ở thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi ngay khi có thể. Thưa quý vị, ngay sau khi Bộ Y tế có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành hướng dẫn về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 cho đến 17 tuổi, thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có cuộc họp khẩn cùng với các Sở Giáo dục Đào tạo và các sở ban ngành liên quan để thảo luận về kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Và hiện nay, các trường ở Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị sẵn sàng để tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi ngay khi có thể. Ngoài danh sách học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục, thì lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương rà soát bổ sung danh sách trẻ em từ 12 đến 18 tuổi trên địa bàn, bao gồm học sinh học phổ cập, học sinh ngoài nhà trường. Được biết, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các địa phương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương. Việc tiêm vaccine cho trẻ em được thực hiện theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và trường học, đối với các địa bàn tổ chức được học tập trung tại trường. Cha mẹ, người giám hộ trẻ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng. Các điểm tiêm chủng cần thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và chỉ định loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Như thông tin chúng tôi đã đưa vào ngày 10 tháng 10, thì Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời thí điểm mở lại vận tải hành khách liên tỉnh và đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế để thí điểm hoạt động trở lại vận tải hành khách đường bộ từ ngày 13 cho đến ngày 20 tháng 10. Và tính đến hôm nay, đã có 27 tỉnh thành phố nối lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh. Đó là những địa phương nào? Chi tiết sẽ có ngay sau đây. 27 địa phương chấp thuận gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Điện Biên, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Long An, Đắk Nông, Phú Thọ, Phú Yên, Lai Châu, Kon Tum, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Nam Định, Bình Dương. Bên cạnh đó, có 11 sở giao thông vận tải đang chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến gồm Cần Thơ, Hà Giang, Gia Lai, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, An Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hậu Giang. Trong số các địa phương chấp thuận, có 22 địa phương tái khởi động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh với 247 tuyến đăng ký, chạy thực tế là 128 tuyến. Số chuyến xe đăng ký là 316 chuyến một ngày, thực tế hoạt động 66 chuyến một ngày với 65 xe hoạt động một ngày. Tổng số khách đã được vận chuyển là 203 khách. Riêng tỉnh Đắk Lắk đề nghị tạm dừng tuyến Đắk Lắk Thành phố Hồ Chí Minh sau 2 ngày tổ chức vận tải đường bộ do phát hiện một số nhà xe không tuân thủ theo hướng dẫn quy định gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Cũng liên quan đến việc vận tải hành khách, mới đây, Bộ Giao thông Vận tải cho biết do các địa phương chưa phân loại được cấp độ dịch bệnh nên hành khách vẫn cần xét nghiệm khi đi máy bay, tàu, xe khách, thưa quý vị. Theo đó, hiện nay các địa phương chưa công bố cấp độ dịch nên hành khách và các đơn vị vận tải rất khó xác định được khách đi từ vùng nguy cơ nào. Nếu ngành giao thông bỏ quy định xét nghiệm với hành khách khi các tỉnh chưa công bố cấp độ dịch thì hành khách sẽ phải xin giấy xác nhận của xã phường nơi cư trú về tình trạng dịch, như vậy sẽ gây khó cho hành khách. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang nghiên cứu giải pháp hài hòa đảm bảo quyền lợi của hành khách và quy định phòng chống dịch. Đồng thời kiến nghị Bộ Y tế có bản đồ số phân loại các vùng dịch và cập nhật để người dân biết mình ở vùng dịch nào và doanh nghiệp dễ theo dõi hành khách đi từ đâu. Sau những ngày nới lỏng giãn cách xã hội, việc đi lại sản xuất của người dân thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thời điểm này giá xăng dầu lại tăng đến mức cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. Đúng là như vậy, thưa quý vị, quả thật đây là một điều mà không ai mong muốn, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu lớn để sản xuất sau những ngày gồng mình vì dịch. Vậy làm cách nào để kiềm giá xăng dầu? Các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào đầu tháng 10, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 21.683 đồng một lít và xăng RON 95 là 22.879 đồng một lít. Đây là lần thứ 3 liên tiếp hiện giá xăng dầu trong nước ở mức cao nhất trong vòng 7 năm. Với mức tăng này sẽ tác động không nhỏ đến các ngành sản xuất vì đây là nhiên liệu đầu vào. Vì đối với cái xăng dầu và điện và nước là các chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp thì giảm được doanh nghiệp bất kể một cái chi phí nào, có nghĩa là tạo một cái cơ hội, tạo một cái tính hiệu quả, tạo cái sự cạnh tranh về giá cho các doanh nghiệp. Với cái việc mà chúng ta tăng cái xăng, có nghĩa tăng cái sản xuất đầu vào cho các doanh nghiệp thì sẽ tăng ít nhất đến 5-10% cho các doanh nghiệp. Có nghĩa là nếu mà chúng ta giảm được giá xăng, có nghĩa sẽ tăng được cái sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Theo Bộ Công Thương, hiện nay quỹ bình ổn xăng dầu đang cạn dần nên việc giảm giá xăng dầu không thể trông chờ vào quỹ. Để kìm đà tăng, cần tính đến công cụ thuế. Chúng tôi cũng phân tích cả những cái yếu tố về giá, về thuế và làm việc chặt chẽ với Bộ Tài chính về vấn đề là thuế có thể là giảm được ở những cái thuế nào, ví dụ như là về thuế môi trường đối với cái xăng E5, xăng sinh học và những cái vấn đề giảm thuế khác nữa. Và Bộ Tài chính cũng đã nhận được những chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề là xem xét để giảm thuế trong thời gian tới. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế lại cho rằng phương án giảm thuế cần xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt với mặt hàng như xăng dầu. Việc giảm thuế có thể phá vỡ mục tiêu tiết kiệm năng lượng. Nếu như chúng ta cần kích cầu, mở rộng cái sản xuất kinh doanh, thúc đẩy cái hoạt động kinh tế, thì cái việc mà chúng ta sử dụng các cái hình thức khác để tài trợ cho những cái đối tượng cần thiết, những cái ngành nghề, những cái lĩnh vực cần thiết, nó sẽ đúng với mục tiêu cần tài trợ hơn là chúng ta sử dụng cái việc giảm cái thuế xăng dầu. Trong bối cảnh hiện nay, theo các chuyên gia kinh tế, cần tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn hoặc triển khai các gói hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp bù đắp chi phí nguyên liệu, nhiên liệu. Xin được chuyển sang thông tin khác thưa quý vị, nhầm chân phanh và chân ga trong khi lái xe ô tô và cả xe máy là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tai nạn giao thông, đặc biệt lỗi này thường gặp phải ở tài xế nữ. Dù là người lái xe lâu năm hay mới tập lái xe cũng có thể mắc phải lỗi này. Gần đây nhất là vụ tai nạn đã xảy ra trên đường DT741 đoạn qua thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước. Người phụ nữ lái xe máy đã bị ngã sau tai nạn khi dựng xe lên, đã kéo nhầm tay ga khiến cho xe máy lao về phía xe tải đang lưu thông. Rất may mắn là người phụ nữ đã thoát chết trong gang tấc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 14 tháng 10, xe máy do một người phụ nữ điều khiển lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn ấp 2 xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, người này rẽ trái qua đường thì bất ngờ va chạm với xe máy khác do hai người đàn ông chở nhau. Sau va chạm, người phụ nữ dựng chiếc xe máy của mình lên. Lúc này chiếc xe đang nổ máy, người phụ nữ vô tình nắm tay ga kéo tăng ga khiến xe máy lao về phía trước. Đúng lúc này, một chiếc xe tải lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Xoài cũng vừa tới. Do tài xế xử lý kịp thời nên xe máy của người phụ nữ chỉ va chạm vào bên hông của xe tải. Người phụ nữ thoát chết trong gang tấc, bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau vụ tai nạn thì lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã đến hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Tiếp theo là thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại An Giang. Mới đây, hai thanh niên ngụ tại địa phương này sau khi thỏa thuận việc trả nợ cho chủ nợ bất thành đã tấn công khiến nạn nhân trọng thương. Theo kết quả điều tra, do vợ Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1991 trú tại phường Mỹ Hòa, có mượn của Hồ Tấn Hữu sinh năm 1977 trú tại phường Mỹ Phước, thành phố Đồng Xuyên một số tiền. Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 26 tháng 5 năm 2021, Phát nhờ Nguyễn Thanh Hiền sinh năm 1997 trú tại phường Mỹ Thới, thành phố Đồng Xuyên chở về nhà trọ lấy một cây dao và một cây ba khúc cất giấu trong người, rồi cùng Hiền đến phòng trọ ở phường Mỹ Quý để gặp Hữu thỏa thuận việc trả tiền. Nhưng Hữu không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nghe hai người lớn tiếng với nhau, Hiền đi vào lấy mũ bảo hiểm ném vào người Hữu, còn Phát lấy dao ra, định chém Hữu thì vợ Hữu ra ngăn cản. Hữu chạy vào trong lấy búa, dao và cây xẻng chạy ra, thì Phát cùng Hiền bỏ chạy ra ngoài, Hữu đuổi theo. Thấy Phát và Hữu đang giằng co, Hiền liền nhặt cây búa của Hữu đánh rơi, ném trúng vào mặt Hữu, khiến Hữu té ngã. Phát đến dùng dao chém vào lưng Hữu gây thương tích rồi lên xe bỏ chạy. Sau đó, Hữu đến công an phường Mỹ Quý trình báo sự việc rồi được mọi người đưa đến bệnh viện. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tổn cơ thể do thương tích gây nên đối với Hữu là 18%.
Thông thường thì các ca ngộ độc rượu sẽ tăng vào thời điểm là trước Tết, sau Tết hoặc là vào các dịp lễ. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây, đặc biệt là những ngày mới vừa nới lỏng giãn cách xã hội, số ca đã vào viện cấp cứu có xu hướng tăng lên và hầu hết là rất nặng. Quý vị biết không ạ, chỉ trong khoảng 10 ngày, có 19 người tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai nhập viện với các triệu chứng hôn mê, suy hô hấp do ngộ độc rượu. 3 người trong số đó đã tử vong. Cụ thể, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai liên tiếp tiếp nhận 11 người nhập viện nghi do ngộ độc rượu. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu, đau thượng vị, hôn mê do được chẩn đoán bị ngộ độc rượu. Trong đó, một số bệnh nhân nhiễm toan chuyển hóa mức độ nặng. Bác sĩ đã cho một số bệnh nhân nặng lọc máu, thở máy qua nội khí quản và tiếp tục điều trị tại khoa cấp cứu tổng hợp. Đến nay có 3 bệnh nhân đã tạm ổn, 7 bệnh nhân vẫn phải thở máy và lọc máu, 1 bệnh nhân tử vong. Ngoài 11 ca bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, còn 8 ca khác nghi ngộ độc rượu ghi nhận tại Trung tâm Y tế huyện Nhân Trạch và Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành. Trong số đó có 2 bệnh nhân tử vong, 6 trường hợp khác đã xuất viện. Mặc dù đang nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng người dân cũng không nên vui quá trớn, hạn chế uống rượu. Trường hợp sử dụng rượu phải chọn mua những loại thương hiệu có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, hạn chế mua rượu tự phát trong dân. Nhất là các cơ sở sản xuất không kịp nên đã pha thêm cồn công nghiệp, rất dễ gây độc hại. Thưa quý vị, khoảng thời gian dịch COVID-19 bùng phát mạnh, trên cả nước xuất hiện nhiều trường hợp tự tử thương tâm, đặc biệt là ở độ tuổi còn rất trẻ. Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân chính dẫn đến hệ quả đau lòng này là do căn bệnh rối loạn tâm thần gây ra, một căn bệnh được ví như sát thủ thầm lặng ẩn sau những vụ tự tử này. Mới đây tại địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nam thanh niên đã để lại đôi dép, tờ giấy ghi lại số điện thoại di động và xe máy rồi sau đó nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử. Theo đó, hơn 4 giờ ngày 15 tháng 10, người dân đi ngang cầu Bình Triệu 2 phát hiện một xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một điện thoại di động, một đôi dép màu đen và một mảnh giấy ghi lại số điện thoại để ở trên hành lang cầu. Nghi ngờ có người nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử nên người dân đã gọi điện báo công an. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Thủ Đức, Công an phường Hiệp Bình Chánh cũng được huy động đến hiện trường hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Sau nhiều giờ, người nhái mò lặn tìm người nghi ngờ mất tích nhưng không có kết quả. Đội cứu hộ đã tạm ngưng tìm kiếm. Qua xác minh, các đồ vật trên là của một nam thanh niên ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngưng tìm kiếm. Cũng vào chiều cùng ngày, tại khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một nam thanh niên 19 tuổi quê ở Lâm Đồng được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, nhiều người trong dãy trọ không thấy anh Nguyễn Văn Quý, 19 tuổi quê Lâm Đồng, ở trọ trên đường D17, khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, mở cửa phòng ra ngoài. Nghi có chuyện chẳng lành, hàng xóm liền gọi cửa nhưng nạn nhân vẫn im lặng. Sự việc sau đó được trình báo lên chủ trọ và lực lượng chức năng địa phương. Khi phá khóa vào trong thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ. Theo những người hàng xóm, Quý sống một mình tại phòng trọ trên. Hàng ngày Quý vẫn bình thường và rất thân thiện với mọi người. Một số người bạn của Quý thông tin trước đó Quý có nhắn tin hỏi mượn tiền nhưng ai cũng gặp khó khăn nên không có tiền cho Quý mượn. Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được điều tra làm rõ. Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin về một đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ lớn tuổi bị một nhóm người được cho là tổ trưởng dân phố xông vào tấn công vì tiền trợ cấp. Được biết sự việc xảy ra tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đã được xác minh là không đúng sự thật. Đoạn camera ghi lại hai người phụ nữ lớn tuổi đang đứng bán trái cây thì xuất hiện hai người nam đến, bất ngờ xông vào nhà đánh đá tới tấp vào người hai phụ nữ này, khiến nạn nhân ngã lăn ra sàn nhà. Vụ việc chỉ dừng lại khi một số người ở ngoài vào can ngăn. Qua tìm hiểu, công an xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trong việc buôn bán trong họ hàng với nhau, chứ không phải do tiền trợ cấp. Trong thời gian gần đây, tình trạng trộm xe máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang có chiều hướng gia tăng, còn các đối tượng thì ngày càng manh động. Và điển hình là vụ trộm ngay sau đây. Chỉ trong thời gian ngắn, tên trộm đã dễ dàng tiếp cận và bẻ khóa chiếc xe máy ngay giữa ban ngày, khiến nhiều người bức xúc. Vụ việc xảy ra tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe máy biển số 59V349471 dừng ở trước, có nhiều người qua lại nhưng không ai trông coi để ý. Một đối tượng nam đội nón trắng, áo đen, bịt khẩu trang phát hiện sự sơ hở trên,
đã tới bẻ khóa nhanh gọn một cách dễ dàng, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Thời điểm này, người dân ra đường tham gia một số hoạt động giao dịch thì nạn trộm cướp lại rầm rộ quay lại. Bà con không nên chủ quan. Đổ xe tải bên đường rồi đi giao hàng, một người đàn ông đã bị kẻ gian mở cửa trộm mất đi số tiền lên đến hơn 300 triệu đồng. Qua vụ việc này, các tài xế nên cẩn thận khi rời xe thì mang theo tài sản bên mình, không nên chủ quan để lại rồi bị mất giống như anh tài xế trong đoạn clip sau đây. Vào khoảng tối 14 tháng 10 năm 2021, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương nhận được cuộc gọi cầu cứu của nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1984, tạm trú thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bị mất hơn 300 triệu đồng để trên xe tải. Thời điểm trên, theo trích xuất camera tại chợ Hoàng Gia, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, thì sau khi đi vô chợ giao hàng, thì chiếc xe tải của anh đậu bên đường. Một đối tượng chạy xe màu đỏ, mặc áo màu cam, sau khi quan sát thăm dò, đã thản nhiên đi bộ tới, mở cửa, rồi lấy đi hơn 300 triệu đồng, rồi thản nhiên bỏ đi. Thưa quý vị, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát mạnh vừa qua thì có rất nhiều đã trở thành F0 nhưng mà may mắn vượt qua dịch bệnh. Họ đã chia sẻ lại hành trình chiến đấu với COVID-19 nhằm giúp cho các bệnh nhân khác có thêm niềm tin lạc quan trong thời gian điều trị bệnh. Vâng, những chia sẻ của nhiều người F0 khỏi bệnh COVID-19 vô cùng quan trọng với mỗi chúng ta trong quá trình sống chung với dịch bệnh như hiện nay. Bởi qua đó, chúng ta sẽ hiểu thêm những phương pháp điều trị đúng cách, kịp thời để giúp nhanh khỏi bệnh, đặc biệt là chế độ ăn uống, cách chăm sóc bản thân hàng ngày. Và sau đây là những nhân chứng sống vừa chiến thắng tử thần mà phóng viên chương trình đã ghi nhận được. Cả gia đình 5 người của ông Nguyễn Tấn Lợi ở ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đều dương tính với SARS-CoV-2. Khi cả nhà được đưa vào khu thu dung điều trị, ông luôn giữ bình tĩnh, suy nghĩ tích cực và thường xuyên động viên các thành viên trong gia đình và mọi người không nên hoang mang khi bị mắc COVID-19, mà phải luôn giữ cho tinh thần lạc quan, ăn uống điều độ và thể dục thể thao. Thì mình sống một cách lạc quan, có nghĩa là mình chẳng sợ gì về bệnh tật, bệnh dịch, thì coi đó là một cái chuyện cảm cúm bình thường, thì chúng ta sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Nhưng mà chúng ta lo lắng nhất là những cái ngày mà bị sốt đó, nó hành mình đó, là không ăn uống gì cả. Mà trong quá trình đó mà không ăn uống thì cơ thể mình sẽ bị suy nhược, có thể gây ra tới tử vong. Và làm cho cái sức, nếu mà mình còn sống đi chăng nữa là mình cũng rất là yếu ớt. Chính vì thế thì khi đã mắc cái bệnh này là chúng ta phải cố gắng là bỏ hết những cái suy nghĩ xung quanh và chúng ta vẫn sống một cách lạc quan, bình thường, đơn giản thì nó sẽ vượt qua cái bệnh dịch này. Đó là cái kinh nghiệm mà chúng tôi đang sống ở trong những ngày trong cái khu cách ly. Hay như trường hợp của ông Tống Văn Hoàng cũng vậy, ông rút ra được 3 bài học kinh nghiệm quan trọng, đó là thứ nhất, cần giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, thực hiện đúng thông điệp 5K. Thứ hai, nếu đã nhiễm bệnh, xin đừng để lây nhiễm cho người khác, phải tự cách ly ngay. Thứ ba, luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực, không để cơ thể thiếu nước, ăn uống đầy đủ để có sức chống lại bệnh tật. Ở đó sinh hoạt này kia cũng tốt lắm cô. Thấy cô bác sĩ, y sĩ cũng vậy đó. Tiếp xúc với bệnh nhân này kia chú đáo lắm. Lúc đó mình tự phấn đấu lên, không cho để nó suy yếu. Để phấn đấu lên là vượt qua. Thì cũng nhờ mấy đứa con nó gửi sữa đó, nó bồi dưỡng, rồi cái ăn uống vô được. Để cho nó phấn đấu lên vượt qua những cơn bệnh mình đã có. Tôi cảm thấy rằng là những người mà đã F0 mà về chữa trị rồi và về trở lại giúp thì rất là tốt. Tại đây là những cái hình ảnh thực tế. Họ đang bệnh và họ đang sống. Và họ trở lại, họ cùng làm việc thì đó họ mang lại những cái kinh nghiệm trong quá trình mình bị bệnh, để họ giúp đỡ cho những người mới, họ biết thì rất là hay. Những người mà như vậy thì đây là một cái chủ trương mà tôi cảm thấy rằng rất là đúng. Và tôi nếu có điều kiện thì tôi cũng sẵn sàng tham gia vào cái đội ngũ này. Từng bị nhiễm COVID-19, giờ đã khỏi bệnh và khỏe mạnh bình thường, ông Lợi và ông Hoàng mong muốn mọi người hãy lấy đó làm động lực, có niềm tin vượt qua dịch bệnh, lạc quan trong thời gian điều trị, để có những kết quả tốt nhất trong quá trình chiến đấu với kẻ thù vô hình COVID-19.